trò chơi đối kháng và đồ pet. Vâng, là trận đấu giữa Perut Giang Diếp với cả hậu sĩ Guile chúng ta bắt đầu. Tôi đánh giá trận đấu này thì Guile áp đảo toàn diện và Giang Diếp không có một tí cơ hội nào cả. Nhưng điều này có tùy thuộc xem là Perut chúng ta đánh như thế nào. Vâng, các con nào mà phải vào càng gần thì lại gặp những cái nhân vật thủ siêu cứng như là Guile thì sẽ là vô cùng khó khăn. Vâng, như phía anh nói, đây là một trận đấu tương tự của Snake Eye đối với Nắc Cờ Đụng. Vâng, một máu. Vâng, xin tất cảm ơn lời bình luận của Ridai là game NKL ạ. Vâng ạ, anh Ridai chắc là thích nhân vật Mekali, là bảo là game Mekali ạ. NKL chính là Mekali ạ. Và trận này tôi nói là không có tí cơ nào cho ta kết giải, nhưng mà vấn đề là Perut của chúng ta vẫn đánh rất hay, 1/3 cây. Vì vậy vật tốt đến từ Perut. Nào, cứ làm như vậy. Flat kick tốt. Vâng ạ, chào bạn Trần Trung Hiếu ạ, bạn có cảm nghĩ gì về trận đấu này? Vâng ạ, trận đấu này là trận đấu NKL ạ, trận đấu Nekali ạ, tiếng Việt gọi là như cái L ạ. Và vừa vào đã thấy là Perut bị ăn hành sấp mặt sàn rồi, chả thể làm gì trước một cái con nhân vật rất khốn nạn có thể thủ siêu cấp như thế này. Vâng, các bạn đã được xem trận giải đấu Super Master 5 và bình luận viên là tôi là QP. Vâng, Giang Kiếp phải đi từng bước chọn cái phương án phải đỡ xong rồi đi từng bước vào rất vất vả. Guile rất là nhàn, chỉ việc bắn trưởng thôi. Vâng ạ, xin bạn Trần Trung Hiếu hãy là like và share clip này của chúng tôi ạ. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Vâng ạ, quá khó. Có thể làm gì đây? Cái matchup này thì đúng là NKL, Nekali rồi. Vâng ạ, nhờ bạn Trần Trung Hiếu hãy chia sẻ like và chia sẻ clip này của chúng tôi ạ. Vâng, game này bạn chỉ còn có một cái tay cầm thôi bạn chơi rồi ạ. Bạn là Trần Quang Tiến ạ. Các bạn Trần Quang Tiến là game này bạn chỉ cần một cái tay cầm là luyện được. Vâng ạ, Giang Kiếp làm thế nào đây ạ? Máu chênh lớn quá. Vâng, giống như chúng ta sẽ đấu với máy chính ạ. Tí nữa ạ. Vâng ạ, tiêu rồi. Không thể thắng nổi, quá áp đảo. Perut của chúng ta mạnh là thế, nhưng chẳng thể làm gì trước Guile cả. Guile quá mạnh, Guile quá khốn nạn. Vâng ạ, bây giờ mời Snoopy.